Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ là phần hóc môn. Đây phần hóc môn rất là nhiều bạn hỏi cách tập làm sao ha. Cách tập hai cái hóc môn này thì có tập được không, và hai cái hóc môn này là tập như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái hóc môn này. Nếu mình nhìn trên cấu tạo, hôm trước thì mình đã có chia sẻ cho các bạn là cơ môn của chúng ta sẽ nhìn ở phía sau ha, còn nhìn về bên hông của chúng ta. Đây là màu đỏ là những cái phần cơ môn của chúng ta, màu trắng. Ở đây là phần xương, và phần màu xanh này là phần gân. Cái này mình vẽ tương đối thôi. Đây là phần cơ môn lớn của bạn này. Đây là phần cơ môn lớn nè, đây là vị trí này ha. Đây là cơ môn lớn. Rồi, đây là cơ môn nhỏ. Cơ môn nhỏ là trên này. Còn phần phía bên hông này nè, bên hông này như các bạn quan sát thấy thì chúng ta không có hề có một chút cơ nào hết. Chính vì vậy cái phần hông này của chúng ta được quyết định phần lớn là do phần khung xương chậu của các bạn. Khung xương này quyết định và sẽ di truyền vào gia đình của các bạn, hoặc là mẹ của bạn sẽ di truyền cho bạn. Chính vì vậy nó sẽ không có thay đổi được cái phần này. Như chính bản thân mình thì mình vẫn có hai cái phần hông này nhiều và ít, ai cũng có hết. Còn ví dụ như các bạn thấy mà những cái bạn nào hoặc là những ca sĩ, diễn viên nào cái chỗ đó nó rất là cong, thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là mỡ của các bạn nó rất là nhiều nên nó làm cho cái phần nó phồng ra. Khi mỡ nó phủ lên chỗ này thì nó sẽ làm cho phần mông của các bạn trông, phần hiếp của các bạn trông nó tròn hơn. Nhưng mà nó sẽ có cái nhược điểm, nếu mà mỡ của bạn nhiều thì body của các bạn sẽ không fit và không đẹp được. Hoặc là có một hướng thứ hai đó là nhiều diễn viên nổi tiếng thì họ có thể tiêm mỡ ở vị trí này, nhưng mà chúng ta biết rồi, nếu mà đi vào ngực và tự nhiên thì chắc chắn thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe lâu dài. Chính vì vậy bạn đừng có lo lắng quá về cái phần hông này của chúng ta. Biết này, quan trọng là các bạn phải đi tập cho cái phần cơ mông của chúng ta, mông lớn rồi mông nhỏ và cơ mông bé này của chúng ta nó phát triển lên, thì phần mông của các bạn trông sẽ đẹp hơn và tròn hơn, chứ không nhất thiết là quan tâm quá nhiều phần này. Cố lên nha các bạn, hãy kiên trì luyện tập và đừng lo lắng quá nhiều về phần hip của chúng ta, phần hông này chúng ta, mà kiên trì tập cho phần hông của chúng ta phía sau này mà nó căng hơn, tròn hơn, thì nó sẽ làm cho cái body của các bạn sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhé.